giải tranh giải quyền anh vô địch thế giới này thấy chưa? Xin giới thiệu đây là nhạc sĩ võ sĩ Harry Potter. Đây là võ sĩ Mập. Rồi, thành phần ban giám khảo, ai phần thành khách tham dự gồm có ha bé bé lớn bé nhỏ ha bé mập đó. Đừng ấy thôi đụng biết bắt đầu hiệp nữa nha. Đâu hiệp hết rồi nha. Rồi bắt đầu rồi bắt đầu hiệp nữa. Đến đây và sau khi đánh nhưng mà các thí sinh phạm luật quá trời, quýnh tùm lum có đá vô nữa chặt lát hết trơn. Thôi giờ tạm thời á cho võ sĩ này được hạng nhất ha, nhưng mà hai võ sĩ lãnh đều lòng lãnh giải hết ha, một chuyến du lịch đi.